Bác sĩ có thể cho em biết liệu rằng khi bị chó cắn, chúng ta cần phải đến trung tâm tiêm chủng để tiêm vaccine ngay, hay là theo dõi thêm 10 ngày để xem tình trạng con vật thế nào rồi tiêm sau cũng được ạ? Cái việc mà mình tiêm ngừa đó, dạy đó, thì nó tùy theo rất là nhiều cái tình huống phụ thuộc. Tình huống thứ nhất là cái vị trí cắn nó như thế nào, thứ hai là con chó nó như thế nào, rồi thứ ba là cái nguồn thuốc nó như thế nào, thì mình mới quyết định là chích ngừa hay không. Chúng ta nhớ là về nguyên tắc á, thì một con chó nó cắn mình á, không cắn người ta đó, mà lây dại thì con chó nó phải bị dại. Con chó đó đang giai đoạn ngủ bệnh dại nó cũng không lây được. Mà nó đang bị dại đó thì nó 10 ngày sau nó phải chết. Cho nên người ta hay lấy cái mốc 10 ngày á, để người ta tính toán xem là có nên chích hay không nên chích. Tuy nhiên những con chó mình không có biết được là nó, mình có chăm sóc được nó đâu, rồi nó chạy đi chỗ này chỗ kia. Cái thứ hai là nếu nó chích quá gần á, quá gần cái vùng thần kinh á, hoặc những cái đầu mút của thần kinh như ngón tay á, ngón tay ngón chân á, hoặc là chích vùng mặt á, thì 10 ngày là nó đã đi lên kịp rồi. Thành ra cái thời gian ủ bệnh ngắn nhất của bệnh dại đối với con người á là nó có 9 ngày thôi. Thì do nên người ta khuyên mình phải chích, sau đó mình theo dõi con chó. Tuy nhiên nếu mà cái nguồn thuốc không có thì mới bàn tới cái chuyện là theo dõi như thế nào, vùng chích như thế nào, vết chích vùng cắn như thế nào, vết cắn như thế nào.